Bạn đến với khóa học lập trình iOS ở trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn video clip hướng dẫn tương tác với web service. Ngôn ngữ sử dụng của mình là Swift chạy trên iOS 8. Mô hình của ứng dụng của mình hôm nay như sau. Tôi muốn làm một cái app khách hàng có thể nghe nhạc, bao gồm có hai màn hình. Màn thứ nhất là hiện danh sách những cái bài hát đang có, và khi khách hàng chọn một bài hát nào đó, màn số 2 hiện ra và màn này sẽ play bài hát đó. Và quan trọng nhất là dữ liệu những bài hát ở đây phải được admin nhập liệu từ một cái web service nào đó. Bạn thấy tưởng tượng là ví dụ như mình đang có 3.000 người đang cài app đi, thì admin muốn thêm một bài mới thì chỉ cần là admin mở một website địa chỉ trong web nào đó mình đưa sẵn, admin nhập tên bài hát, đường dẫn MP3 nằm trên internet, bấm thêm, thì tự động những người mà đang sử dụng app này sẽ thấy cái bài nhạc vừa mới thêm nằm ở đây. Thì bạn biết là trong quá trình mình design app á, mình có thể add những bài nhạc này vô, nhưng mà vấn đề là khi mà khách hàng người ta đã cài app rồi và bây giờ bạn muốn thêm bài mới thì không thể nào yêu cầu khách người ta cài lại app hết. Như vậy là mình phải làm sao để mà khi admin cập nhật một bài hát mới thì tất cả người đang sử dụng app đều thấy bài hát đó. Thì muốn làm được như vậy thì tôi giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống như sau. Mình sẽ sử dụng một cái web server có cơ sở dữ liệu, và admin sẽ nhập danh sách các bài hát này vào server đó. Bước số 2 là ở bên app mình sẽ đọc dữ liệu từ cái server này về. Thí dụ như danh sách bài hát ở đây là đọc từ server đem về. Như vậy là khi admin nhập bài mới thì bài hát mới đẩy lên server, và khách hàng truy cập app sẽ gọi từ server về. Thì bạn thấy ví dụ như là danh sách bài hát là nó được lấy dữ liệu từ file PHP này, có cột là tên bài hát chẳng hạn. Thì cái file này người ta gọi là cái web service. Web service là nó lấy dữ liệu từ server và app có thể đọc cái web service này về. Web service là như vậy. Thì mô hình ngày hôm nay của mình như sau. Thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký một cái host free, một cái tên miền free. Nếu như bạn nào có điều kiện thì bạn có thể ra ngoài bạn mua một cái host và một cái domain khoảng 500 ngàn một năm gì đó là bạn sử dụng được rồi. Nhưng mà ở bài lớp này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước đăng ký host free và sẽ không tốn chi phí gì hết. Bước số 1 là mình sẽ đăng ký host free. Bước số 2 là mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu trên cái server vừa mới đăng ký. Bước số 3 là mình sẽ viết code cho cái trang web để mà admin người ta nhập bài mới vào. Bước số 4 là mình sẽ viết code hai cái web service để mà cái app đọc. Bước cuối cùng là mình sẽ đi về app, mình đọc web service này về. Rồi, video clip đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký một cái host free như sau. Thì bạn có thể vào Google, bạn gõ từ là host free, bạn sẽ thấy rất nhiều. Ở đây tôi sẽ gửi cho bạn là sử dụng tên là gói tên là ByHost, vì gói này sử dụng khá tốt, không có quảng cáo nữa. Bạn vào Google, bạn gõ từ là host free, rất nhiều kết quả hiện ra. Có thể bạn dùng là Hostinger hay là FreeVPN vân vân. Ở đây tôi sử dụng là ByHost. Rồi, bạn nhấp vào Sign up for free. Thì mình cần một cái trang web để app mình chạy. Thì bạn phải khai báo cái subdomain. Subdomain nghĩa là nó sẽ hệ thống sẽ cấp cho mình một cái tên miền, cấu trúc của nó bao gồm là subdomain.byhost.com. Bạn sẽ tự đặt tên subdomain đó. Ví dụ như app của tôi là Sơn Tùng MTP chẳng hạn. Tôi đặt tên là Sơn Tùng MTP hit, ví dụ vậy. Sơn Tùng MTP hit, những bài hát hit của Sơn Tùng. Mật khẩu của tôi ha, 123456. Email, khai báo chính xác email nha, tại vì chút nữa nó sẽ gửi cái ACTI vào email này. Site category thì bạn chọn gì cũng được, ví dụ mình đang học đi, ở đây tôi chọn là business chẳng hạn, nó không có education. Rồi size, language, English, security, tôi thử ha.
0428C. Rồi, đăng ký. Rồi, đăng ký thành công thì màn hình này sẽ hiển thị ra. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào mail để tôi kích hoạt nó lên. Hệ thống sẽ gửi cho mình một cái email là by host và bạn có cái link, bạn chỉ việc nhấp vào cái link thôi. Trong khi chờ đợi thì tôi nói thêm, cái host của thằng by host này là server đặt ở nước ngoài. Thì một số thời điểm mà thí dụ như đường truyền internet Việt Nam bị chậm vì đứt cáp chẳng hạn, thì bạn có thể lựa chọn những đường truyền khác ở Việt Nam, thí dụ như FreeVPN chẳng hạn. Rồi, gần xong rồi. Rồi, xong. Hệ thống vừa tạo cho tôi một cái tên miền tên là suantuanntphit.byhost13.com. Đây là trang web của mình ha. Và những cái thông tin bao gồm là control panel, MySQL và FTP account. Thì gợi ý cho bạn là bạn nên copy thông tin này, bạn chứa trong một file Word mà để dành chẳng hạn. Tí nữa mình lấy ra mình sử dụng ha. Rồi, tôi dán vô cái file text này tôi đã dành nha. Đây là thông tin tài khoản tôi vừa mới đăng ký. Rồi, tôi cho nó lớn lên tí dễ nhìn. Rồi, xong. Rồi, bây giờ sau khi đã đăng ký host rồi, tôi qua bước số 2 là tôi sẽ tạo database, table và chèn dữ liệu mẫu. Thì để tạo database, bạn sẽ truy cập vào cái control panel. Đây là cái link nó cung cấp cho mình. Bạn copy cái username của control nha, control panel. Rồi, mật khẩu lúc nãy mình đăng ký á, 123456. Rồi đây là trang quản trị của web của mình. Các bạn có thể kéo xuống tìm cho tôi cái mục là MySQL Databases, tạo cơ sở dữ liệu. Thì hệ thống sẽ yêu cầu mình đặt tên database bắt đầu bằng cái ký tự này. Thì cái mã số này hệ thống nó tự tạo rồi. Thì khi mà bạn làm bài lab của mình á, có thể mã số này nó khác, nhưng mà đằng sau có thể bạn đặt giống tôi cũng được. Ví dụ đặt tên là Sơn Tùng MTP. Rồi, tạo database. Rồi, xong. Ok. À, như vậy bạn cái xuống bạn thấy là Current Databases. Như vậy nó vừa mới tạo ra cái database tên là B13 gì đó, Sơn Tùng MTP. Thì gửi cho bạn ha. Bạn có thể copy cái tên này nè, bạn đem qua file text bạn để dành đó. Có thể bạn ghi thêm một thông tin là DB2 chấm. Rồi, để dành. Đây là thông tin database của mình nha. Thì database nó có cái username, cái password và cái hostname. Thì tí nữa mình viết copy B, mình sẽ sử dụng thông tin này. Rồi, bây giờ tôi quay về trang gốc. Sau khi tạo database xong, tôi tiến hành tạo table. Thì để tạo table, các bạn nhấp vào phpMyAdmin. Chọn cái database của mình nha, database đang có nè, bấm Connect Now. Màn hình mới hiển thị ra, đây là màn hình của phpMyAdmin. Thì bạn tìm cho tôi cái mục là Create Table. Thì trước khi làm á, tôi sẽ viết công thức ra trước để cho bạn hình dung cái table của mình thế nào. Thì bạn thấy là mỗi bài hát tôi cần là quản trị tên bài hát, MP3 đường dẫn của nó và ID bài hát nha. Tôi sẽ tạo cái table tên là bài hát, table tên là bài hát và công thức của nó là ba cột này nha. Rồi, cái table của mình á, tên là bài hát. Thì bài hát nó sẽ có là ID bài hát, tên bài hát và MP3 là ba cột nó có.
Rồi, bây giờ tôi tiến hành tạo ra tạo table nha. Table của tôi tên là bài hát. Của tôi có 3 cột. Go. Tôi có là ID bài hát, tên bài hát và MP3. ID bài hát thì bạn nhớ nó là khóa chính, bài đấy là integer. Index bạn chọn là primary, bạn check và auto increment tự động tăng. Tên bài hát là chuỗi, bạn có thể là varchar khoảng 300, nghĩa là chuỗi này không được dài quá 300 ký tự. MP3 cũng vậy, varchar 300 là vừa đủ xài ha. Rồi, đây là công thức của mình, nhớ kỹ ID bài hát nha. Số nguyên, integer, primary key và auto increment. Hai cột còn lại là varchar 300. Rồi, sao lại. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhập lưu nháp vào cái table này. Có thể bạn nhấp vào bài hát chỗ này nè. Thì mình đang trong cái table bài hát của mình. Bạn thấy là nó báo là empty result set, nghĩa là chưa có dữ liệu nào hết. Bạn bấm vào insert, bạn sẽ insert mẫu một vài bài hát nào đó. Rồi, thí dụ tôi nhập bài em của ngày hôm qua. Và bài không phải dạng vừa đâu. Tiếp theo là cột MP3 thì bạn phải khai báo cái đường dẫn của nó. Tại vì cái app của mình á play nhạc MP3 trực tiếp trên internet đem về. Thế là mình phải khai báo cái link MP3 của nó. Thì gợi ý là bạn sẽ vào trang mp3.zing.vn. Bạn tìm cái bài đó, ví dụ như là em của ngày hôm qua của Sơn Tùng MTB. Rồi, thì bạn có thể nghe cái bài nhạc nó đang play vậy đó. Bây giờ tôi muốn là tìm cái file MP3 của thằng này. Thì thật ra là Zing nó không cho bạn lấy file MP3 đâu. Nhưng mà có một cái giải pháp giúp cho bạn lấy đường liên MP3 của nó về. Cách làm như sau, rất đơn giản là bạn chạy cho tôi đường dẫn này. Tôi có chuẩn bị sẵn cho bạn đường dẫn khoaphạm.vn / khoaphạm training / MP3 zing.bb.hỏibaihát bằng. Thì sau dấu bằng á, mình đưa cái liên MP3 vào và tự nó tìm cho mình cái file chính của nó nằm ở đâu. Ví dụ tôi copy đường dẫn này nha. Tôi đi về Firefox. Tôi mở tab mới, tôi dán vào. Khoan chạy nha bạn, khoan chạy. Ở đây nó ghi là bài hát bằng. Thì bây giờ quay lại trang Zing. Ví dụ bạn đang nghe bài em của ngày hôm qua nha. Em của ngày hôm qua. Rồi. Bạn phải tìm, cái này là đang chạy album nè. Không được chạy album. Mà bạn phải tìm cái bài nào mà nó chạy đơn lẻ đó. Thí dụ như nhấp vào Sơn Tùng nè. Rồi kéo xuống tìm cái bài đây, em của ngày hôm qua. Nhạc chuông không phải. Ok rồi, ví dụ bài này đi. Thì bạn thấy những cái link ha, nó đang là bài hát, đang là trang chi tiết đó. Bạn copy nó và đi qua cái link của mình đằng sau bài hát á, bạn dán vào. Rồi enter. Tự hệ thống nó sẽ trả ra đường dẫn MP3. Cái này là Zing nó giấu, nhưng mà bạn có thể dùng cái link này để bạn tìm được nó. Rồi bạn copy nó, đi về cái database của mình, bạn dán vào. Thì bạn sẽ được cái bài, cái link MP3 của Zing nha. Cái này là link thực tế của MP3 nè. Tiếp theo, ví dụ tôi tìm bài không phải dạng vừa đâu ha. Trước tiên là bạn đi vào Sơn Tùng MTB, bạn tìm cái bài không phải dạng vừa đâu nha. Nhạc nha. Đúng rồi, đến đây chi tiết nè. Bạn copy cái link của nó, đi về cái trang của mình, đằng sau bài hát bằng, bạn dán đường dẫn chính của mình xin vào. Enter. Rồi nó chạy. Rồi, đây là đường dẫn MP3 của không phải dòng vừa đâu nha. Bạn copy MP3 của nó, bạn đi về, bạn dán vào. Xong. Như vậy là tôi được hai bài nha. Rồi, bấm Go. Các bạn lưu ý là ID bài hát bỏ trống nha, tại vì hệ thống nó tự phát sinh mà. Hồi nãy mình chọn là Auto Increment rồi. Bỏ trống nha, chỉ nhập tên và MP3 thôi. Go. Rồi. Hai dòng đã được thêm vào rồi.
bấm rào xem thử nha. Rồi xong. Nhân tiện đây tôi nói thêm, bạn thấy là cục tên bài hát á, mình có dấu tiếng Việt, ở đây nó không chịu. Thì rất đơn giản thôi, là bạn nhấp vô bài hát nha, bạn vào structure là cấu trúc của cái cột của mình. Thì trong đó bạn thấy là cột va cha collation đang là Latin, thành ra là không gõ tiếng Việt được. Thì bạn có thể ngang hàng tên bài hát nè, bạn bấm vào cái viết chì có chữ change để mình thay đổi cấu trúc của nó. Thì thay vì là Latin Swedish, bạn kéo xuống bạn tìm mình tôi là UTF-8 General CI để mình có thể lưu dấu tiếng Việt được, save lại. Ok, bây giờ tôi bấm Brown ha. Ví dụ như là tôi sửa lại nè, cái bài này là em của ngày hôm qua, chú của bị sai dấu nha, tôi sửa nó. Em của, nào sai thì mình sửa thôi, của ngày hôm qua, go. Rồi, thành công. Rồi, tương tự ha. Edit đó, không phải dạng vừa đâu. Rồi, dấu đàng hoàng nha, không phải dạng vừa đâu. Rồi, go. Rồi, ok. Như vậy là tôi đã nhập liệu nháp được hai bài rồi nha. Như vậy thì bạn rút kinh nghiệm là khi làm những cái cột nào mà có dấu tiếng Việt thì bạn nhớ chỉnh là UTF-8 trước. Rồi, như vậy thì tóm lại đến thời điểm này là tôi đã tạo được một cái host free. Tôi đã tạo được một host free có tên miền là sontungantv.byhost13.com. Thì khi mà bạn tự tạo database của bạn, bạn tự đặt tên này lại nha. Rồi, tự đặt tên này. Cái số 2 là mình đã có database, có table và đã có hai dòng dữ liệu mẫu rồi. Và video clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn viết hai trang PHP để mình nhập liệu và xuất dữ liệu ra màn hình.